Thì ra giống chó này ở Việt Nam này cũng được đến 8 năm nay rồi. Nhưng mà thực sự là chưa được nhân giống rộng ra, bởi vì là cái nguồn chó nó cũng chưa được nhiều. Hiện tại nếu mà nói đến Chibuki thì ở Việt Nam thì người ta chỉ biết đến anh Cương, anh Kiên và một vài người có thôi, chứ cũng không có nhiều. Không có nhiều. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hiện tại hôm nay bọn mình sẽ quay một cái chương trình ở trong nhà, vì hiện tại là thời tiết Hà Nội đang vào mùa cực kỳ nắng nóng luôn. Đây là một cái chương trình indoor. Trên hình ảnh chúng ta là bạn Hoàng Mộng Cương, chủ tịch câu lạc bộ chó giống Đại Việt, chuyên tổ chức các dog show tại Việt Nam. Và một cái chú chó trên hình ảnh chúng ta là một giống chó rất là hiếm, nhỏ và hiếm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giống chó này. Anh em sẽ cùng theo dõi cái chương trình này và cổ vũ cho mình và Hoàng Mộng Cương nhé. Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Nhâm Tất TV nhé. Mình thì là Hoàng Mộng Cương, mình là hiện là chủ tịch câu lạc bộ Đại Việt, nhưng đồng thời mình cũng có những cái thú vui chăn nuôi một số giống chó. Hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể anh em một cái giống chó thực sự mà nói là nó là giống chó rất là hiếm ở Việt Nam, mà không chỉ hiếm ở Việt Nam mà hiếm cả đối với cả châu Á, giống chó Skibidi. Giống chó này thì có xuất xứ từ Bỉ và là giống chó được xếp vào nhóm 1 của SCI là giống chó chăn cừu, mục đích là để chăn cừu canh gác và bảo vệ cho giúp đỡ cho con người. Thì giống chó này thì mình xin giới thiệu sơ qua là giống chó này là có kích thước rất là nhỏ. Nếu mà nói thì như một chú chó đực này thì nó rơi vào khoảng độ 7 kg, nếu mà một chú chó cá thì nó rơi vào khoảng độ là trên dưới 5 kg thôi. Giống chó này có cái thân hình và trọng lượng rất là nhỏ, mình có thể gọi là nó là tương đương với là toy dog. Nhưng mà với cái bản năng của chú chó này là giống chó chăn cừu thì cái khả năng độc lập và cái khả năng làm chủ của chú chó là rất là tốt. Chú chó này hoàn toàn có thể tham gia thi huấn luyện quốc kinh, vâng lời và làm việc. Nói chung là chú chó này đối với mình thì thực sự là một giống chó rất là khá thú vị đối với những người yêu thích cún cưng. Như bạn Cương chia sẻ thì dù là có một cái thân hình rất là nhỏ gọn, chó đực như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm 6-7 cân không? 7 cân. Đấy, thì trọng lượng thì con chó đực thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 7 kg, nhưng mà được xếp vào giống chó là chăn cừu, hoàn toàn là có thể sử dụng để mà làm walking dog được. Đấy. Cương có thể chia sẻ cho anh em khán giả trên kênh được biết là cái giống Chibuki này được gọi như là vào Việt Nam từ năm bao nhiêu, và cái nguồn hay là những cái người đầu tiên mà mang con giống này về Việt Nam là những người như nào nhỉ? Chú chó giống chó Skibidi này thì là được lần đầu tiên được đưa vào Việt Nam là mình biết là từ năm 2015, là cùng một anh bạn mình là anh là Bùi Trung Kiên, bạn ấy là cũng là trong thành viên trong câu lạc bộ, thì bạn ấy đưa một con chó đực về. Thì sau đó mình cũng có nhìn qua một thời gian tiếp xúc và mình cũng có chấm một thời gian chăm sóc chú chó đực đấy, thì mình thấy cái rất là thích cái tính cách và cái bề ngoài và cái khả năng gọi là vâng lời và thông minh, độ thông minh của chú chó giống chó Skibidi là mình ngạc nhiên, nên là mình đã quyết định sau đó là mình nhập thêm giống chó này về. Thì ra giống chó này ở Việt Nam này cũng được đến 8 năm nay rồi. Nhưng mà thực sự là chưa được nhân giống rộng ra, bởi vì là cái nguồn chó nó cũng chưa được nhiều. Hiện tại nếu mà nói đến Chibuki thì ở Việt Nam thì người ta chỉ biết đến anh Cương, anh Kiên và một vài người có thôi, chứ cũng không có nhiều. Nhân tiện đây thì mình sẽ nhờ Cương chia sẻ một cái về cái tính cách của cái giống chó này, làm sao mà lại để mà hấp dẫn được một cái người gọi như là rất nhiều những cái kiến thức về chó, nhất là gọi như là đảm nhiệm một cái vị trí là chủ tịch câu lạc bộ Đại Việt, thì chú chó này hay là cái giống chó này có cái tính cách gì mà để mà hấp dẫn Cương? Với cá nhân mình thì mình nhận thấy chú chó này là thực sự là một chú chó đặc biệt thông minh, nó rất là hiểu ý chủ, nó đoán ý chủ rất là tốt, và nó có cái khả năng độc lập và khả năng giao tiếp với cả con người rất là tốt. Và chú chó này với em thì em thấy là cái thần kinh này, độ thông minh này và cái sức sức khỏe của nó cũng rất là tốt, sức khỏe sức bền rất là tốt.
Đồng với một số đặc điểm của những chú chó của các giống chó chăn cừu thì chú chó này nó cũng có lông hai lớp, lông phía trên rất là thô cứng để ngăn cho nước mưa, ngăn nước mưa. Trong khi chú chó này là sở trường của nó là sống ngoài trời, nó sống nó chịu được rất là nhiều loại khí hậu, Khí thời hậu thời tiết tiết. từ lạnh, nóng, mưa, ẩm ướt nó đều có thể chịu được. Thứ hai nữa, một cái vẻ đẹp nữa mà em thấy rất là cuốn hút đó là cái thần thái của chú chó. Là lúc nào anh nhìn thấy nó cũng trong trạng thái con chó rất là happy, không bao giờ thấy cái sự buồn bã trên con mặt con chó này. Chó này lúc nào cũng cảm giác là rất là vui vẻ, Vui vẻ fun là funny, fun funny đấy. đúng không? Cái Đấy. đó là cái mà đặc tính mà mình thấy rất là thích ở giống chó này. Dù là nhỏ bé, thân hình nhỏ bé thôi nhưng mà được xếp vào giống chó là working dog. Một cái nữa mà anh muốn gửi câu hỏi đến là Cương là cái màu sắc lông của cái giống chó này thì hình như nó chỉ có một loại màu sắc hay là màu đen này thôi đúng không? Hiện tại thì ở trong bản tiêu chuẩn của SCI thì nó chỉ có màu 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 đen thôi. Ở một số nước khác thì theo em biết thì ở của The Kennel Club của Anh thì có chấp nhận thêm màu cream, nhưng mà ở SCI và AKC là chỉ có màu đen thôi, màu đen tuyền, Màu đen tuyền như thế đen này, tuyền màu như đen này, tuyền như thế black solid. này. Cương có thể chia sẻ cho anh và khán giả trên kênh được biết là cái giống chó này này khi mà đến cái thời kỳ sinh sản ấy thì nếu con cái thì nó sinh sản được khoảng tầm bao nhiêu chó con một lứa? Với một cái giống chó nhỏ như này thì thực ra nó cũng có cái dung sai, nhưng mà với theo em được biết này thì trong thời gian em nuôi giống chó này nhân giống được 5 năm ấy, thì là thường là đa số là từ khoảng 4 đến 5 con. 4 đến 5 4 đến con 5 cho con, con. 4 đến 5 cho con. Thường đa phần là vậy. Và khi mà nuôi bọn này ở Việt Nam, nhất là viện ở Hà Nội hay trong cái nhiệt độ Sài Gòn đi, Sài Gòn và Hà Nội, mình sẽ lấy hai cái thành phố lớn nhất ra, thì nó có cái điều gì khó khăn khi mà nuôi cái giống chó này tại Việt Nam không? Thực ra nếu mà với một hộ gia đình nuôi ấy, thì rất là đơn giản. Nuôi thả một chú chó này trong gia nhà thì nó rất là tự chủ, tự lập. Nó không có đòi hỏi cần thiết thì con người là như chủ là phải chăm sóc nhiều đâu. Nhưng với con chó này của em, bởi vì là em mục đích của em là đi sâu, cho nên là cái vấn đề chăm sóc về dưỡng lông của em nó sẽ phải hơi cầu kỳ hơn chút. Cho nên là riêng về mùa hè thì chắc chắn là con chó này sẽ ở trong điều hòa này. Đấy, còn nếu mà mình nuôi một hộ gia đình thì thực sự nó cũng không cần thiết. Mình có thể thả ở trong môi trường bình thường thôi, theo con người thôi. Lúc nào lúc dùng điều hòa thì dùng, không dùng thì theo người thôi, không vấn đề gì cả. Bởi vì bản thân chú chó này nó là con chó chăn cừu rồi, cái khả năng thích nghi của môi trường của nó cũng khá là tốt. Không có vấn đề gì đâu. Gọi là sức khỏe là khá Sức là khỏe ổn rất định, là tốt, không phải ổn định là khổ tốt. nghĩ. Cái việc mà rụng lông của cái giống chó này thì như thế nào? Rụng lông thì nó đa phần của các giống chó hai lông hai lớp như này thì cái vấn đề rụng lông thì ở mình sẽ phải gặp phải thôi, nhưng mà mình sẽ có các dụng cụ lấy lông mà nó rụng theo mùa, rụng theo mùa mình có nên có những dụng cụ lấy lông, lấy bớt lông lót đi thì Chải chải lông, lông đi, thì lược này, từ lược này, từ các dụng cụ lấy lông khác thì mình có thể hạn chế được cái sự độ rụng lông của nó bay trong nhà. Trên hình ảnh chúng ta là một cái chú chó đực thì đây là một cái con đực giống mà chỗ Hoàng Mộng Cương đang sở hữu thì Cương có thể chia sẻ một ít cái thông tin về chú chó này cho mọi người được nắm được nhỉ? Với chú chó đực này thì là em nhập về từ năm ngoái, đầu năm này. Hiện tại con chó này là con chó đực này được là gần 2 tuổi, tuổi rưỡi. Nhập từ nước nào? Con này được nhập từ Nga nhưng mà máu của nó trong người nó là 100% là máu Mỹ. Chó Cherokee này thì là nguồn gốc từ là ở Bỉ. Thế nhưng mà với cái mà góc nhìn cá nhân của em hiện nay thì em đánh giá là cái giống chó này được nhân giống rất thành công ở Mỹ. Và hiện tại là Mỹ chó Mỹ AKC với giống chó Cherokee này là nó là số 1 thế giới. Số 1 thế giới. Con chó này hiện nắm trong máu của nó là 100% máu Mỹ. Trong máu Mỹ mà toàn những dòng máu mà nó khá là tốt của cái giống này, rất thành công ở Mỹ. Con chó này thì là con chó đuôi cọc tự nhiên nhé. Anh em nhìn con này là cọc tự nhiên. Đây để anh sẽ chuyển góc chờ anh một tí. À, mình sẽ chuyển cái góc này để cho mọi người được biết. Đây, cái phần đuôi của Đây, chú chó này. con chó này là con chó đực và con chó này có cái đuôi là cọc tự nhiên. Cọc tự nhiên. Con này ở trong gia phả của nó và tất cả cái xét nghiệm của nó cũng là gen cọc đuôi tự nhiên. Thì giống chó này thì Cherokee này thì nó có cả rất là đa dạng kiểu hình về đuôi. Nó có cọc đuôi. Cọc nó như con này là cọc cọc tịt này, Cọc tịt. cọc tịt này.
có con nó lại cộc lửng lên đây này, cộc lửng lên đây này, có con thì nó lại phun theo, nó đầy đủ đuôi đấy, nó đầy đủ đuôi. Tí nữa thì chúng ta sẽ được xem, em sẽ cho mọi người xem con chó cái của em là nó có đuôi, nó đầy đủ đuôi. Thì với chó giống chó này thì kiểu hình đuôi thì đều được chấp nhận hết. Thì nhưng mà với một số giám khảo ở phía châu Âu ấy thì người ta không thích cái chuyện cắt đuôi, là người ta quan tâm con này nếu được cộc đuôi tự nhiên thì người ta đánh giá cao, còn nếu mà cắt đuôi thì giám khảo châu Âu họ không thích, họ muốn để đuôi tự nhiên. Và họ cũng sẽ có cái kinh nghiệm để mà nhận biết được thế nào là Một cộc tự số nhiên. người là người ta cũng trách, hoặc là nếu không trách được thì người ta sẽ yêu cầu phải ban tổ chức sẽ trả lời là trong dạng phản kỳ nó phải là cộc tự nhiên không. Nhiều người người ta sẽ giám khảo mà ở Bắc Âu ấy là họ sẽ không đồng ý với những con chó cắt đuôi, Tức là không đồng chí không không với tác động vật lý tác mà động vào nếu con chó, là người ta không không người ta không đánh không, sẽ không đánh giá con chó, người ta cho là phúc lợi động vật không tốt. Chú chó này thì cái đợt năm ngoái thì anh cũng biết là Cương mang sang bên Thái Lan để mà thi show Đúng không? và cũng đạt được khá nhiều những cái giải thưởng danh giá nhỉ, thì Cương có thể chia sẻ một ít về Đây cái giải thưởng đấy. Đây đây là cái cúp của chú chó này. Năm ngoái là mình anh hay lơ bạn mình là A cấp ở Thái Lan đã dắt con chó này, và một trong những con chó năm ngoái show ở Thái Lan là thành công nhất. Nó giành hai cái đĩa vàng này là Best Puppy in Show, tức là giải nhất toàn show ở thứ Puppy. Và với cái show lớn nhất Thái Lan mà có thể nói là show ở lớn nhất Đông Nam Á, châu Á, So in bạc đấy đúng Impact, không? Đấy. thì là đây là một cái danh giải thưởng rất là danh giá với một chú chó. Lúc đó là thực sự mà nói là mình vừa mới nhập về luôn thôi, thì sau đó là mình mang sang Thái và để show để cho một anh bạn Heller Thái Lan dắt, là bạn mình là Heller Thái Lan dắt là đã rất thành công với chú chó này năm ngoái. Một lần giành nhất nhóm một trận nhóm chó chăn cừu, trong khi đó ở show đó là có sự hiện diện và rất đông của Corgi và chó Shetland Sheepdog, là những chó rất là đẹp và cái phong trào của họ rất là mạnh. Gọi là đối thủ Chibuki khó đúng nhằn rồi, đấy, rất là đối khó thủ khó nhằn. nhằn đấy. Chibuki con đực này của mình đấy là duy nhất là một giống con Chibuki sang show và đã thắng vậy tầm độ 40 con Corgi và 20 con Shetland. Giành giải nhất Best in Group dưới sự đánh giá của giám khảo đến từ Mỹ, giám khảo AKC. Thì với con chú chó này thì sau đó thì mình cũng cho đi show ở bên Thái cũng một vài lần thi thoảng, sau đó đưa về Việt Nam. Mấy chó này là nó đã được khẳng định chất lượng của mình rất là tốt. Một cái câu hỏi tiếp theo thì mình sẽ gửi đến hỏi một cơ như thế này. Cái giống chó Chibuki này đã có mặt ở Việt Nam hoạt động được 7-8 năm nay rồi. Với một thân hình nhỏ gọn, dễ thương, dễ nuôi, thì tại sao mà đến tận năm nay vẫn còn rất ít người mà biết về cái giống chó này và chưa thật sự phát triển tại Việt Nam? Thì cái lý do nó là ở từ đâu nhỉ? Thực ra là giống chó này nó được, nếu mà cái cách giải thích thì bản thân nó ở châu Á ấy, thì nó cũng là một giống chó chưa phổ biến. Thực sự giống chó này nó chỉ phổ biến ở châu Âu và ở Mỹ thôi, thì cái nếu ở phần châu Á mà người ta chưa nuôi nhiều thì cái đấy em cũng không rõ. Thế nhưng mà thực sự là từ năm 2015 đến giờ ấy, thực ra con giống Chibuki này thì bọn em nhân giống nuôi chủ yếu là thích và đam mê, chứ cũng thực sự chưa thực sự bắt tay vào để gọi là nhân rộng ra, nên là đàn gà con nó cũng không nhiều. Nó không nhiều, chủ yếu là một vài con, và thứ hai nó lại lặp đi lặp lại của cái nguồn gốc kia mà nhiều người người ta cũng thực sự là, tức là khả năng mình đưa thông tin, và thứ hai là khả năng truyền tải có lẽ là mình cũng chưa tốt, là nhiều người chưa biết được về giống chó này. Ví dụ như là cùng một nhóm với con Corgi, nhưng Corgi hiện tại giờ rất là phổ biến, rất là nhiều người biết. Nhưng Chibuki này thì thực sự là đến đến giờ phút này thì để mà số lượng người biết chú chó này, giống chó này thì chưa nhiều. Bản thân ra đốc sâu cũng nhiều người dân chơi sâu cũng không biết con này là Còn con nếu gì. mà nói về nuôi nhá, thì nếu mà nói về nuôi và gọi như là cách nuôi dễ thì bọn này phải nuôi dễ hơn Corgi nhiều. Dễ hơn rất nhiều. Thực Đấy. sự là như vậy, vì thực ra là Corgi nó có một cái khó nữa là nó chân lùn, thứ hai lưng nó rất là dài. Lưng dài thì đồng nghĩa với việc là anh chăm sóc về dinh dưỡng và vận động con chó nó sẽ đòi hỏi nó cầu kỳ hơn con chó này. Con chó này thực sự là cái thân hình của nó rất là cân đối, nó cũng theo tỷ lệ 1:1, nó rất là cân đối mà trọng lượng của nó cũng lại nhỏ so với cả, nó cũng thích hợp với cả nhiều môi trường, kể cả anh nuôi trong môi trường đô thị hay là môi trường ở ngoại thành thì nó đều thích hợp giống chó này.
Em nghĩ là trong tương lai thì nếu mà hy vọng là sau clip mà anh thực hiện này thì nhiều người biết đến, nhiều người biết đến mà giống chó tên mọi người sẽ nhận biết dễ dàng hơn. Nhiều người biết đến chứ không là em mà mang con chó này ra mà ngoài đường nhiều khi người ta hỏi có phải mông cọc không, không con này là cọc mini. Có một cái ý kiến cá nhân nữa mà anh có thể anh em đây là nói chuyện vui và ý kiến cá nhân là cái giống chó này tại sao nó ít người biết đến và nó chưa thực sự là hấp dẫn giới kinh doanh hay là giới nuôi chó, vì như này bọn này nó chỉ có một màu đen thôi mà thường nhất chị em phụ nữ là sẽ thích chó cảnh, thích chó nhỏ nhưng mà lại không thích màu đen. Cái con corgi ấy nó màu khoang, nó sáng sủa hơn, nó dễ thương hơn đấy, và nó lại gắn liền với cả cái câu chuyện của nữ hoàng anh đó. Còn cái con này thì cực kỳ hiếm thông tin và nó lại đen xì xì đấy, nó lại đen xì xì. Một trong những cái yếu tố mà khiến cho Chibiki là ít hấp dẫn nó có thể là cái màu sắc màu đen này. Thì hiện tại thì ở chỗ bạn Cương còn có thêm một cái con giống cái nữa mà có đuôi, thì mình sẽ nhờ Cương lấy ra để cho anh em được chiêm ngưỡng một cái chú chó nữa Chibiki mà có đuôi thì nó sẽ như thế nào. Trên đây ảnh chúng ta là một cô chó cái giống chó Chibiki, và đây là một cái cô chó là có một phần đuôi đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Thì Cương có thể cho anh em được một ít cái thông tin về cái cô chó này nhỉ? Chó cái này thì mình cũng nhập ở Nga về, nó cũng tương tự như chú chó kia, nó cũng có cái lai của nó là full lai Mỹ. Vì là mình với những quan điểm cái nhân giống mình là mình đề cao cái giống chó Chibiki này có được ở Mỹ, vì là cái nguồn gốc và cái mắt nhìn chó thì mình lại là gu của mình thích chó từ Mỹ. Chú chó này thì có đuôi, full đuôi. Nhưng mà kiểu hình của nó đuôi Chibiki thì nó rất là đa dạng, nó chấp nhận gần hết. Con chó này là có đuôi. Chú chó trước là cộc tịt, còn chú chó này là có đuôi. Nói vui thì đứa kia là chó hơm mông cọc, còn đây là chó Bắc Hà Xù đấy. Đấy, Bắc Hà Xù màu đen. Đấy, sẽ quay rõ ràng cái phần đuôi để cho anh em được xem. Đây là một cô chó cái thì có trọng lượng khoảng tầm 4 đến 4,5 cân thôi. Màu đen tuyền. Rất là tinh nghịch luôn. Tinh quái, cái giống chó này rất nhiều những cái tài liệu hay rất nhiều những cái bài báo bên nước ngoài người ta còn gọi là một cái kiểu nó tinh danh như những con quỷ đúng không? Như những con quỷ nhỏ, như cáo. Mình đấy. Nhìn mặt của nó thấy cái độ fun happy, tinh quái của nó. Đấy, có một cái bộ mặt là rất là tinh quái luôn. Lúc nào nó cảm thấy happy, rất là vui vẻ, fun. Với Chibiki thì em chỉ để nói ngắn gọn là với giống chó này thì nó cũng là một giống chó theo bản tiêu chuẩn, nó là tỷ lệ 1:1 cao vai và chiều dài nó tương đương 1:1. Thứ hai là điều quan trọng của Chibiki đó là cái phần răng, nó là chó chân kiều, nó cũng như corgi thì nó cái vết cắn, vết cắn đúng không? Chờ anh quay lại cái phần răng để cho anh em xem. Đây cương với Chibiki thì nó phải là vết cắn phải cắt kéo và răng tiền hàm. Răng tiền hàm thì với Chibiki thì nó không quá là cầu kỳ nhưng mà ở một số giống khác thì nó yêu cầu phải có. Còn Chibiki đầu tiên quan trọng nhất là phải cắn hoàn hảo, cắt kéo. Thì thứ hai nữa là với Chibiki thì cái phần tính từ điểm stop đến mõm này nó sẽ ngắn hơn. Nó không có tỷ lệ, chia tỷ lệ đâu, nhưng mà trong bản tiêu chuẩn nó khuyến cáo là nên ngắn hơn so với phần từ vật stop đến sưng chậm. Nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Thứ hai là Chibiki là giống chó tay dựng. Nhưng khi mà sâu chó thì là hậu là chú chó phải thể hiện được. Ba nữa là cái phần top line của con chó Chibiki, nó là con chó top line bằng và tương đối có độ dốc xuống thì nó là cũng là chuẩn. Nếu mà với những con chó mà nó cái top line nó mà vòng hay là lõm xuống thì không phải gọi là cái điểm của lưng đấy đúng không? Đấy, cái từ ngữ đấy, từ ngữ chuyên ngành. Nó gọi là đường lưng. Đường lưng. Lưng nó phải thẳng. Có cái bộ lông hiện tại cũng đang rất là khá tốt. Rất đẹp, rất đẹp. Tốt. Rất đẹp. Hiện tại đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Đấy, mình sẽ phải zoom kỹ vào. Thì anh em nhìn thấy cái độ bóng mượt luôn. Đấy. Nó cũng là con chó có lông hai lớp, giống mông cọc của mình. Chất lông về cơ bản là em nghĩ là nó khá tương đồng. Khá tương đồng.
Cái thứ hai là thực ra con chó con Chimoki này nó có một cái hay là nó chất lông của nó hầu như là không có rốn. Và rất dễ chảy. Nó không có phải gỡ cái giống khác đâu. Không phải như kiểu poodle hay là bichon đâu đúng không? Là lông của này chỉ cần anh lấy cái lớp chảy, lấy cái lớp lông mà thay đi anh chảy đi. Thế là ok. Chứ nó cũng không với giống chó thì thực sự là chăm sóc lông rất là đơn giản. Hầu như là chỉ có một cần cái lược. Đây là một cái chương trình ngắn mà khi mà mình đến nhà Hoàng Mộng Cương quay một cái giống chó đã xuất hiện tại Việt Nam khoảng tầm được gần 10 năm rồi. Nhưng mà hiện tại vẫn còn cực kỳ ít người biết đến là giống chó Spooky. Một giống chó được xuất phát từ đất nước Bỉ, Vương quốc Bỉ. Đây, một cái giống chó nhỏ, gọn, xinh xắn, có trọng lượng khoảng tầm từ 4 cho đến 6 kg, với một màu lông đen tuyền và được xếp vào giống chó chăn cừu. Rất cảm ơn Chủ tịch Hoàng Mộng Cương đã chia sẻ cho anh và khán giả trên kênh Nhân Tắc TV được biết nhé. Thì hy vọng đợt tới có những cái chủ đề gì về Spooky hay về Dog Show thì anh em mình sẽ kết hợp làm để cho nhiều người biết hơn về các giống chó mới lạ và về thú vui chơi chó tại Việt Nam. Cảm ơn anh Trường nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình nhé. Ok, rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.